thưa quý vị, khởi điểm ban đầu chỉ gồm 4 thành viên là những người nghệ sĩ đam mê âm nhạc flamenco, trải qua 15 năm với nhiều hoạt động biểu diễn, giao lưu ghi nhiều dấu ấn. Cho đến giờ, ban nhạc Lãng Du đã quy tụ được số lượng thành viên khá đông đảo, đồng thời là một trong những ban nhạc flamenco rất được công chúng yêu mến. Nhân dịp Lãng Du tròn 15 năm tuổi, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Với một ban nhạc, 15 năm là một quãng thời gian đủ để làm nên những dấu ấn trong lòng khán giả. Và sau một chặng đường dài say mê, cống hiến, bùng nổ trong dòng nhạc New Flamenco, với mỗi thành viên của ban nhạc Flamenco Lãng Du, 15 năm mới chỉ là sự bắt đầu. Tôi chỉ có một quan niệm là khi mình đem đến một cái dòng nhạc mà một số anh em tương đồng cái đồng điệu với mình, cũng yêu thích và đi cùng với mình để làm nên một cái gì đó, đem đến cho một số người nhất định và cũng được đón nhận. Và từ đó thì tuy rằng nó không rộng và một cách ồ ạt như các cái dòng giải trí, nhưng mà nó cũng được đón nhận một cách từ từ, dần dần. Và anh em trong ban nhạc cũng bắt đầu dần dần phát triển. Tuy là rất chậm nhưng mà vẫn luôn luôn phát triển. Để thay lời tri ân đến với tất cả bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả đã luôn yêu mến, ủng hộ cho ban nhạc Lãng Du trong suốt chặng đường 15 năm qua, tất cả các thành viên trong nhóm đã cùng nhau thực hiện một bữa tiệc âm nhạc Lãng Du cùng Vô Tận 2015 với nhiều sắc màu âm nhạc, là những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của ban nhạc Lãng Du trong gần 2 thập niên qua. Trong ban nhạc Lãng Du thì có rất nhiều các cái anh em là cũng thuộc các cái công việc khác nhau nữa. Thì họ có thể giảng dạy chuyên nghiệp, họ có thể là nghiên cứu, làm cho các cơ quan, nhưng tựu chung đều yêu thích cái dòng nhạc New Flamenco. Và đó là một nét văn hóa, nó làm cho cuộc sống tươi vui hơn. Vì thế khi mà đưa ra với xã hội thì tôi cho rằng cái việc đó là việc rất là tốt. Và cái trách nhiệm của chúng tôi nên là luôn luôn phải nỗ lực đưa các thông điệp đó làm sao cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Nhạc New Flamenco này thì cái thời điểm mà năm 1998 tới năm 2005 thì nó rất mạnh rồi, nhưng mà sau đó nó trầm đi mà nó mai một đi. Nhưng mà chúng tôi những người mà đam mê và yêu thích cái dòng nhạc đấy thì chúng tôi vẫn phải duy trì trước mắt là duy trì để tạo sân chơi riêng cho anh em cùng chung sở thích, là có một cái sân chơi. Nhìn lại chặng đường đã qua, với những thành tích ấn tượng đã đạt được trong nhiều festival âm nhạc lớn, cùng hàng nghìn buổi biểu diễn lớn nhỏ. Tuy nhiên, dấu ấn đậm sâu nhất của ban nhạc Flamenco Lãng Du trong lòng công chúng, đó là sự nhiệt thành, là sự cống hiến hết mình của các thành viên trên con đường phiêu du cùng dòng nhạc New Flamenco tại Việt Nam. Ở đó, ngoài sân chơi riêng để ban nhạc được thỏa sức sáng tạo cho một thể loại âm nhạc giàu bản sắc, thì đó còn là sự truyền lửa, là sự lao động không ngừng nghỉ để ban nhạc Lãng Du có được vị thế hàng đầu như ngày hôm nay. Đến cái chương trình 2015 này, Lãng Du cùng Vô Tận, thì chúng tôi lại chọn cái chủ đề là một cái chủ đề nó không phải nó quá cụ thể, nhưng mà nó cũng tổng kết được cái chặng đường 15 năm phát triển của ban nhạc Lãng Du. Ban nhạc Lãng Du đã từng chơi những thể loại âm nhạc nào thì chúng tôi sẽ tái hiện trong cái chương trình Lãng Du cùng Vô Tận 2015 này. Và cái sự đoàn kết của ban nhạc là rất quan trọng. Anh em đã miệt mài tập luyện cùng nhau và hướng tới cái mục tiêu chung là xây dựng ban nhạc Lãng Du trở thành một ban nhạc lớn mạnh, của ban nhạc tầm cỡ, có thể nói là tầm cỡ của Việt Nam và có thể vươn tầm ra bên ngoài. Chúc cho ban nhạc Lãng Du sau chặng đường 15 năm sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường chinh phục dòng nhạc New Flamenco tại Việt Nam.